Hello chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Clickbuy. 6.490.000 đồng chọn máy gì để dùng? Thì đây là một câu hỏi khá khó để trả lời, nhưng mà trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa cho các bạn hai gợi ý. Đó chính là chiếc Xiaomi Mi 8 Pro cũng như là Ecode Neo. Thì cả hai chiếc máy này đều đang được bán với mức giá kể trên cũng như có rất nhiều tính năng hấp dẫn. Tuy nhiên là mỗi người dùng chúng ta thì thường cùng mức giá đấy thì chỉ lựa chọn một sản phẩm thôi, đúng không nào? Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem 6.490.000 đồng chúng ta sẽ lựa chọn sản phẩm nào nhé. Đầu tiên là chúng ta hãy cùng nhau xăm soi phần thiết kế. Thì nói thật là chưa cần phải xăm soi gì nhiều, phần thiết kế mình đánh giá cao luôn chiếc Xiaomi Mi 8 Pro. Chúng ta sẽ có một thiết kế với khung kim loại và mặt lưng bằng kính. Cả hai chiếc máy này đều đáp ứng được cho chúng ta rất là tốt về mặt chất liệu. Tuy nhiên trong trải nghiệm cầm nắm thì bạn sẽ thấy rằng chiếc Mi 8 Pro đem lại trải nghiệm cầm nắm tốt hơn hẳn. Mặt lưng máy sẽ được bo cong và nhờ đó việc cầm nắm với kích thước lớn nó sẽ không khiến bị cấn tay, cũng như là mặt lưng này có màu sắc rất là đẹp. Với chiếc Ecode Neo thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó cục mịch, nó vuông vức cũng như là mạnh mẽ hơn, cầm nó cũng sẽ đầm tay và nặng hơn. Tuy nhiên là cá nhân mình thì không thích cái thiết kế này lắm, cầm nó hơi bị cấn một chút. Về màu sắc thì Mi 8 Pro phiên bản mình đang có trên tay là phiên bản màu đen. Ngoài ra các bạn sẽ có tìm thêm một vài phiên bản màu sắc khác khá là thú vị. Còn với chiếc Ecode Neo thì chúng ta sẽ có phiên bản màu tím này, và nó sẽ thay đổi hiệu ứng màu sắc thành màu xanh khi mà chúng ta nghiêng, nhìn khá là bắt mắt. Ecode Neo sẽ có thêm một điểm cộng về mặt thiết kế, đó là máy sẽ giữ lại chúng ta cổng tai nghe 3.5, còn với chiếc Mi 8 Pro thì không. Ở phần mặt trước thì do được ra mắt vào năm vừa rồi, năm 2018, cho nên chiếc Mi 8 Pro sẽ vẫn sử dụng màn hình tai thỏ, và viền màn hình thì nó sẽ dày hơn một chút so với chiếc Ecode Neo. Các bạn có thể thấy rằng viền màn hình của chiếc Ecode Neo nó đem lại cái hiệu ứng thị giác nó tốt hơn hẳn khi mà viền trên dưới trái phải đều làm mỏng hơn so với Mi 8 Pro. Về mặt hiệu năng thì cả hai thiết bị này đều sử dụng con chip mạnh mẽ nhất của năm vừa rồi là chip Snapdragon 845, và với dung lượng RAM cả hai thiết bị này đều là 6GB. Tuy nhiên về mặt dung lượng bộ nhớ trong thì mình cũng xin bật mí luôn, chiếc Mi 8 Pro sẽ có dung lượng bộ nhớ trong là 128GB, còn với Ecode Neo sẽ là 64GB. Về mặt điểm số thì cả hai máy đều sàn sàn nhau thôi, gần 300.000 điểm. Chiếc Mi 8 SE nó cũng có lúc chấm lên được khoảng 290 đến trên 290.000 điểm tùy lần chấm. Tuy nhiên điểm số thì nó sẽ sàn sàn nhau khoảng 90.000 điểm CPU, cùng với đó là khoảng 129 đến khoảng 130.000 điểm GPU. Về mặt phần mềm thì cả hai thiết bị này đều đã được update lên hệ điều hành Android 9 cũng như là sẽ chạy giao diện riêng của mình. Với Ecode Neo thì máy sẽ chạy giao diện Fantastic OS 9 của Vivo, và Xiaomi Mi 8 Pro thì sẽ chạy giao diện MIUI V10. Về camera, xét về số lượng thì chiếc Ecode Neo sẽ nhỉnh hơn khi mà máy sẽ được trang bị 3 camera thay vì 2 camera ở phía sau như trên chiếc Mi 8 Pro. Về camera chính thì cả hai máy đều được trang bị độ phân giải là 12 megapixel, khẩu độ f/1.8 và sử dụng công nghệ dual pixel cũng như lấy nét theo pha. Tuy nhiên Mi 8 Pro thì sẽ nhỉnh hơn ở việc đó là máy sẽ hỗ trợ chống rung quang học OIS, và các bạn yên tâm rằng với công nghệ chống rung quang học như này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để quay video một cách rất là mượt mà trơn tru. Về camera trước thì chiếc Mi 8 Pro sẽ hỗ trợ cho các bạn camera selfie với độ phân giải là 20 megapixel, còn với chiếc Ecode Neo sẽ là độ phân giải 12 megapixel. Trải nghiệm thực tế thì các bạn có thể thấy rằng chiếc Mi 8 Pro nó sẽ đem lại trải nghiệm chụp ảnh cho cả camera trước lẫn camera sau đều là nhỉnh hơn so với lại chiếc Ecode Neo. Với camera của Mi 8 Pro thì máy lấy nét rất là nhanh, cùng với camera telephoto thì các bạn có thể zoom quang rất là đẹp cũng như là hỗ trợ cho zoom xóa phông. Với chiếc Ecode Neo thì cho tốc độ chụp ảnh khá là nhanh, tuy nhiên là về mặt trải nghiệm chụp ảnh thì màu sắc hiển thị cũng như chất lượng ảnh nó sẽ không được bằng, đặc biệt là về camera trước thì chiếc Ecode Neo mình cảm giác nó không có cửa để so sánh với lại chiếc Mi 8 Pro. Tuy nhiên có những cái điểm mà chiếc Mi 8 Pro sẽ không thể nào ăn lại được với chiếc Ecode Neo. Ecode Neo sẽ được trang bị viên pin với dung lượng là 4.500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh công suất sạc tối đa là 22.5W. Còn với chiếc Mi 8 Pro sẽ chỉ được trang bị viên pin với dung lượng vỏn vẹn là 3.000 mAh, cùng với đó là hỗ trợ sạc nhanh công suất sạc tối đa là 18W. Do đó, hiển nhiên xét về số lượng, thông số cũng như là thời lượng sử dụng mình đã có sử dụng rồi thì Ecode Neo sẽ hơn hẳn chiếc Mi 8 Pro về mặt thời lượng sử dụng pin. Máy sẽ đem lại cho chúng ta thời lượng sử dụng pin rất là ấn tượng, khoảng 1 ngày sử dụng với mọi tác vụ. Với chiếc Mi 8 Pro thì cái thời lượng này vẫn sẽ được đảm bảo, tuy nhiên là trong quá trình sử dụng, đặc biệt là chơi game thì chiếc Mi 8 Pro nó sẽ đuối hơn. Và về khoản sạc pin thì mình cũng cái thời gian chờ để sạc pin của mình với chiếc Ecode Neo nó cũng sẽ ngắn hơn. Cả hai chiếc máy này đều hỗ trợ chúng ta mở khóa bằng vân tay trong màn hình, và tốc độ mở khóa của hai sản phẩm này thì mình đánh giá là nhanh ngang như nhau, nhưng mà về độ nhận diện chính xác thì Ecode Neo có thể nhỉnh hơn đôi chút so với chiếc Mi 8 Pro. Về mở khóa mưa mặt thì cả hai thiết bị này đều hỗ trợ chúng ta, tuy nhiên là chiếc Mi 8 Pro sẽ có đèn hồng ngoại cho phép các bạn mở khóa thiết bị trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn, còn với chiếc Ecode Neo thì đây sẽ là một điểm yếu của chiếc máy này. Vậy tính chung lại 6.490.000 đồng thì chúng ta sẽ lựa chọn máy nào để sử dụng?
Cá nhân mình thì đánh giá là chiếc Mi 8 Pro sẽ nhỉnh hơn một chút cả về mặt thiết kế, cấu hình lẫn giao diện và trải nghiệm sử dụng. Máy sẽ cho chúng ta cái giao diện MIUI rất là mượt mà, cũng như hỗ trợ update lâu dài, ổn định. Ngoài ra thì dung lượng bộ nhớ trong cao hơn cũng sẽ là một điểm cộng rất là lớn. Cụm camera có hỗ trợ chống zoom quang học thì cho phép các bạn có thể quay những cái thước phim rất là ấn tượng. Vậy có ý kiến của bạn ra sao? Các bạn thấy cả hai sản phẩm này thế nào? Các bạn sẽ lựa chọn Eco Neo hay là Xiaomi Mi 8 Pro để sử dụng? Hãy cùng nhau comment ở phía dưới bình luận nhé. Nếu thấy video hữu ích đừng quên like, share, subscribe YouTube của Click 3. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.